Các Phật tử vừa nêu câu hỏi là sau khi nghe bài thuyết giảng không nên thờ các thần linh trong nhà, thì tượng của thần tài, thổ công, ông địa, ông táo đem đi đâu? Các vị chỉ cần đem đến ngôi chùa gần nhất của nhà mình, thì trong chùa sẽ có giải pháp xử lý, không có tội lỗi gì hết á. Mình không thờ các thần đó nữa, thứ nhất ta đỡ tốn tiền, tiền mua tượng, rồi tiền cúng bánh trái mỗi ngày. Và thế vào đó quý vị hãy mua con heo, để là con heo công đức, thay vì mỗi nửa tháng mình cúng ba nải chuối, một lọ hoa, thì tiền nó cũng phải vài chục ngàn, lấy vài chục ngàn đó bỏ trong ổng heo. 6 tháng khui ổng heo đó ra một lần, ta cầm số tiền đó có thể được vài trăm ngàn, ta trở thành là ông thần tài thật sự, đem tiền đến cho những gia đình bất hạnh hay là những cái trung tâm từ thiện hoặc là các ngôi chùa đang có nhu cầu làm Phật sự đó, chúng ta đóng góp. Khi nghiên cứu về sự tích của các thần Trung Quốc á, mình thấy họ khổ còn hơn mình á. Họ khổ, họ không giúp được họ, lấy đâu mà giúp cho mình. Ví dụ câu chuyện của ông Táo là một bà mà hai ông, hai vợ chồng mà thương nhau mà không hiểu nhau, cho nên bà vợ giận quá bỏ nhà đi, chồng đi tìm. Bà bỏ nhà xong rồi bà gặp một cái ông mới đẹp trai hơn, giàu sang hơn, và nhận ông ta làm chồng. Mấy tháng sau cái ông chồng cũ đi tìm và phát hiện ra nơi ở của bà. Đang lúc tâm sự, hai bên khóc lóc kể lể về sự thương nhớ của nhau, thì ông chồng mới về. Bà vợ táo quả tâm tình đã quá, mới yêu cầu ông chồng mình trốn ở trong cái đống rơm. Rồi ông chồng mới này thì ông có nhu cầu đốt rơm để làm cho gieo trồng vụ mùa, phát quả lên làm cho ông chồng cũ bị chết. Thì bà vợ thấy đau lòng quá, nhảy vô đó chết theo. Thì ông chồng mới tưởng rằng là vợ mình tự tử, cho nên nhào vô chết luôn. Như vậy cả ba cùng chết, chết đen thui. Người ta mới làm cái lò có ba cái ụ cao lên đó, tượng trưng cho là một bà hai ông. Họ chết thui, chết thủi, chết oan ức, chết mà trong cái cuộc tình tay ba, chỉ có bà vợ biết, còn hai ông chồng hoàn toàn không biết. Họ đâu có tháo gỡ được nỗi khổ niềm đau của mình. Mà bây giờ dân gian là đồ với nhau là ông Táo có chức năng là tấu với thượng hoàng vào mỗi cuối năm tất cả chuyện gia đình. Bản thân của bà Táo còn không giải quyết nỗi oan của bà, làm cho hai ông chồng chết oan vì cái tình cảm không dứt khoát của bà. Lấy đâu mà có đủ cái bản lĩnh và kiến thức để mà tấu trình những chuyện gia đình của chúng ta. Còn ông thằng Tài đó có nguồn gốc từ cái câu chuyện Diệt Dương Câu Tiễn, 10 năm ném mặt gầm gai. Tướng tài của ông á rất là trung thành, nhưng mà cái người tình của ông thương á là bị vua của nước Xâm Lăng á là thương và đem về làm hậu. Thì cái tình yêu đó đã làm cho ông hợp tác với vua mất nước để mà khởi nghĩa, sau 10 năm cuối cùng thành công. Thì Phạm Lãi đó đã bỏ cái ngôi quan tướng trong triều đình để cùng với nàng đẹp tuyệt trần này ngao du trong sơn thủy, để trở thành một người giàu có. Thì từ đó ta coi xem đó là thằng tài. Thì bản thân ông có mấy chục năm khổ thế mồ, làm sao mà cũng giúp cho mình được. Và đang khi ông trở thành giàu, ông cũng chẳng từng giúp cho một người nào. Hai vợ chồng mất tích trong giang hồ luôn. Như vậy mà xem ông là tài lộc làm sao được. Cho nên á, các ý niệm về thần tài hay là bất cứ một thần linh nào đó, nó đều là thể hiện cái mối quan tâm, cái ước nguyện của con người. Thì những ước nguyện chân thành đó nên giữ lại. Còn theo Phật giáo, muốn có tài sản ta phải làm ăn chân chính, làm ăn có phương pháp thì mới giàu. Bên cạnh cái giàu đó phải biết kiệm phước, tu phước, tích phước và làm phước, thì cái giàu đó nó có tuổi thọ lâu dài ở đời này và kiếp sau. Gia đình muốn cái gì thì theo Đức Phật là phải làm cái đó. Còn cái thờ đó là do vì chúng ta tham, chúng ta sợ, hoặc sợ hoặc tham hoặc cả hai,
mong cho các thần hộ vệ. Bây giờ mình tu theo Phật giáo, hiểu rõ nhân quả rồi thì không cần phải thờ các vị thần nữa. Còn ai thờ Quan Công cũng nên dẹp luôn. Vì Quan Công là tướng trung thần ái quốc của Lưu Bị. Những người theo Tào Tháo đâu có thờ Quan Công. Tức là nước Trung Hoa không phải ai cũng thờ Quan Công. Còn mình là người Việt Nam, phải có tinh thần độc lập chủ quyền dân tộc khỏi Trung Quốc, mà Trung Quốc đã từng đô lô hộ mình 1000 năm. Cho nên thờ một tướng của Trung Quốc là chúng ta đang tôn vinh cái tinh thần mất dân tộc, mất chủ quyền. Và Việt Nam chúng ta có một tướng tài hơn rất nhiều lần so với Quan Công, đó là tướng Trần Hưng Đạo. Miền Bắc Việt Nam xem ngài là Thánh Trần. Ông là một Phật tử thuần thành, có công chiến thắng giặc Nguyên Mông mấy lần. Và về lịch sử đó, thì ông đó được liệt vào danh sách của các tướng tài trên toàn cầu. Quan Công không được như thế. Quan Công chỉ là một nhân vật được tô trét quá nhiều các phần hào quang hư cấu. Còn con người thật trong lịch sử thật của ông thì không có như thế. Do đó phải hiểu nguồn gốc của các thần để chúng ta chọn lọc, để có tinh thần trung quân ái quốc, như là một trong những học thuyết của Đức Phật đã dạy, đó là ơn tổ quốc. Thì người Việt Nam nên thờ tướng Trần Hưng Đạo, ông cũng là một Phật tử. Thì nói tóm lại đó, việc thờ trung quân nước để chúng ta có những cái nhân cách như những nhân vật đóng góp cho xã hội là rất là cần thiết. Còn những thờ phượng mong mỏi cầu phúc được lệ lạc đó là mê tín dị đoan, cần phải được thay đổi cái nhìn. Xin điều câu hỏi khác.